Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ, yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ, yeah. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè, yeah. Năm nay năm tuổi đó, yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ, cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói ăn nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi. À, đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa. À, thì bà chị mới nói rõ ràng, chứ không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch, mà dạ, đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọt dưa. Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông mà trời sinh cũng cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là modern. Modern dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á. Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài. Tài nào? Thằng Tài nhạc sĩ thôi mà. Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai? Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai mà tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở sóng gà đây. Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị vén cái quần tôi coi cái giò chút. Có phải không? À, nghe tôi ở sóng gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên. Ừ. Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trinh gà nồi ở sóng gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi, bà ác cái tôi quá, hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông chê tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông chê tôi xấu thì thôi, đi về đi. Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi, bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi.
đường phố đêm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang giăng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha phương em khóc cho đời biển xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút đêm anh ngỡ tròn kiếp anh vượt sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm trăng trôi. Thôi dẹp đi, dẹp đi. Ăn rồi xin hoài, cứ xin đêm trăng trôi hoài. Mới xin bữa nay mà. Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đêm trăng trối rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông trăng trối mà tôi trăng trối. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng, cuối cùng không được mẹ vậy trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi, bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Kinh à. Vậy nghe nói nè, cánh thư này kỷ niệm này ta đã tìm về với nhau rồi, hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây à? Em ở đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm gì? Có. Không có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Được rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè, lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai hả? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không, tôi có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1.000 lượng vàng của em. 1.000 lượng vàng của tôi? Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội, phân vàng còn không có ở đâu ra 1.000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1.000 vàng hay sao? Có luôn hả? Đâu ra hả? Em quên rồi hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không mà tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À, em coi đi. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi, tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra, ông tốn sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mặn mẹ gì đâu.
tới hồi chuẩn bị mằng cái bắt đầu người ta quét đường à, rồi ở đây cái này đó là tại vì tôi không được mằng cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính là ngàn lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục ký lô cho ngàn lượng. Ngàn lượng ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tao lao tao tới bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được rồi, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi. Mệt quá đi. Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi, tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi, mất Trinh rồi. Lên. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông la đừng rừng mất tin gì la. Tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất tin rồi, mất tin. Người ta tưởng tôi hãm hiếp ông sao? Trời ơi, anh nói mất tin là mất em tin tin em quên rồi hả? Ồ thế à. Trời ơi, có gì mà sao em thượng chẳng xin hạ chẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh, tại vì em nghe anh la to quá em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Là gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nói giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo? Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tai tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yêu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương rồi ai nói ra cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe. Nghe gì? Yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoa xem mãi không phải tàn. Đừng nghe chuyện du tai tìm thứ áo. Không tìm nào xây đắp hơn anh đâu. Một ngày pháo đều vui, ta đừng về vang bóng đỡ đời buồn. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát, bước ngọc xiên là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát, bước ngọc xiên là mình tính chuyện trăm năm.
Đến nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về âm 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 âm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này cái ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi. Alo. Alo. Ừ, tôi đây. Vâng. Chờ một tí nha. Dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng. Em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. Vâng. Thế hôm nay chị biết rồi, ôi rồi ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chao nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chao. Vâng, cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng thì không biết à. Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Yeah. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Yeah. Thế đi đây có việc gì? Dạ yeah, vậy mà còn con nghe tên thầy con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ yeah. Con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết thì dương gian có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn, tức là đã có rồi người ta mới đồn, hiểu yeah. không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Yeah. Đây này, tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Yeah. Nghề đấy là nghề của tôi. Yeah. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt, anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tay ấn như tôi thì tôi mới thấy. Ê, không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này, anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy. Thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma, hề gì nãy con bước vô đó con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lạnh à? Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma gớm. Này, nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nó, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh, tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt, con nghe nhiều người nói lắm rồi. À, thầy gọi hồn được người chết, cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà. Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được, thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy có đi là phải có về. Đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ê, thế phải có đi phải về. Dạ thầy
thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi, cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế mà là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được, đúng không? Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq, CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm, anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Mà này, thế hôm nay anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm, tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này tôi nói anh nghe, tôi mặc dù tôi nghèo thật, không có gì, thấy không? Không có gì, bình thường không có gì, không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô mali, ok? Yeah. Lô mali. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi, rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy? Cái đây? Này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cơm đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nghe vậy, chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. Súng thôi. Đó, thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ, không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biếu thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy, trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex, chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì, chắc hàng này con tỷ phú hả thầy? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết, before đó thì tôi không biết, nhưng after I know. You know? Yes, I know. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Thế một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tặng này. Thầy nói con nghe,
Đối với thầy 26.000 đô la nó to thật, nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về dạy việc, thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ô, lại bà đây. Thôi đưa đây gớm. Ừ thôi, thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy, chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp bốn cái này gọi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá. Ừ, cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Ừ, thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Alo. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng. À đúng rồi. Vâng. Ê nhỏ, trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn, không có đi. Nhỏ, bộ có ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết, nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu bên kia thế giới đấy. Ba mày chết lâu chưa? Chú có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chứ vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có. Con thầy có nè. Thầy đỡ đi. Đây. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn một năm rồi ạ. Chú thấy không, khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Thôi tội nghiệp quá vậy. Mà bác, thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi, oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Nè, mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Ông yếu thiệt, đơn giản chỉ có 4 phát đạn M79 thụng vào ông mà ông chịu không nổi. Trời ơi, thế mới bảo là chết oan. Trời ơi, 4 phát M79 mà thụng cả dòng họ mày ông chết là hơn đó. Cái gì mà nó mình ông chịu không nổi. Thôi dẹp cái mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời, mệt quá, thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nhé. Gửi lời cảm ơn mẹ con nhé. Dạ. Thằng bé nó về rồi à? Dạ nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Ừ. Thầy ơi, gì? Con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ với thầy thôi, chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi, đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu, bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi, khổ kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này, tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi. Dạ. Gọi hồn để chồng bà về. Gớm bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. À, bà hỏi anh ơi,
Thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi, thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ thì, lấy hộ tờ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Đây, chín cái này là đốt về thiên đình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Ừ, thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Tôi tính, tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đâu cần đốt nhiều vậy thầy. Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu. Cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Anh thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì thơm. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi dạ. Thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về, ông ghi làm sao tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc ăn 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy cho thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm, tôi nói anh nghe nè. Khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn hả thầy? Ừ, khấn đi, khấn đi. Xong rồi thầy đọc, thầy tuyên sớ dạ. Cho em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi dạ cho Phật. Ôi dạ. Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
cay quá thầy. Thôi nó cay mắt quá. Cay quá. Dạ. Tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Thầy. Ủa thì người ta bao tử thì hay sao? Vô duyên thế. Ta đang tính mà đây bị keo nó về, mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm nó mới về chứ. Để ta làm. Trong về nghĩa địa mà ruột đau 9 triệu. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về, hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thấy nãy giờ thắp bao nhiêu nhang, đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translator. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. À, dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in tu in nít nạch kinh bơ xỉ nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy. Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó, mặt nó cứ đần thối à. Đúng tên rồi. Đâu có đúng. Vương là gì? Vương là vua. Vua là phải là kinh không? Ngọc là cái gì? Thơ. Phơ là ngọc cái này, xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tao dịch không sát một chữ nào à? Thì thả lên tao mới đọc kinh phơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. Kinh phơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch Year of the Chicken. Ba tuổi. Xong chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vần diệu. Trình quán củ chi Việt Nam. Bon the Gucci Việt Nam. Mày đọc không có dấu nguy hiểm thầy. Bóp. Gia số 2358 Center Lộ. Cái gì thầy? Center Lộ, Lộ là đường đấy, hiểu không? San Jose, thành phố Cali, tiểu bang 95112. Hiệp Trung Quốc Huế Kỳ. Ăn rét tù trì phai ết trên tờ rút. San Jose City California 95112. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ American United of American. Đứa mày thông cảm, ta mới qua có mấy năm đọc không dài. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give
if my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? I tell your husband hốt xác để mà chôn. Có lẽ quá vậy thầy. Nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy. Tao không biết cái chữ hốt xác là gì. Tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây. Tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy. Rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi, sao nó thầy? Nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, vậy thầy. Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế. Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pao rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay heo quay cho nó ở Conestezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Kỳ vậy thầy. Cũng lấy ai lấy chứ. Ai biết nó nói mà. Tao chen xỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết mấy cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế. Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không. Chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên đình đình địa đình đình. Cái vườn cái thằng. Josh. Vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một. Nó lên bốn chữ đa thủy tắc trầm. Chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ. Thì bởi thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy chờ con chút. Con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không, gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải thông biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Cái gì? Tôi á là muốn tìm biết xác nó ở đâu hả? Mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Cứ ổi tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Gớm anh. Chứ còn gì nữa. Làm mừng hụt mấy tháng nay à. Bắt mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi. Dẹp ngày đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bảo tao dẹp nghề? Bây giờ tao dẹp nghề tao lấy gì tao sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo tao dẹp nghề? Sợ, xin lỗi mày. Ít nhất cũng lừa mày được 300. Ừ. Lấy mẹ luôn 300.
Trời ơi, sao hôm nay tổ chát thế hả? Trời ơi, mà Thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gấm gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Kèo ơi, mang cho bố cốc nước. Dạ. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi cái này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi, không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cartoon mãi, bây giờ mày cứ như cartoon ấy. Chửa tương lại. Mày ngồi xuống đây không? Tát một phát là chết bây giờ. Này bảo này. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui quẩy. Hôm nay bố mày gọi ngay hồn người còn sống. Nó về rồi, may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao đông qua gì? Ông tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao, mày đông qua gì à? Bố mày không biết tiếng Anh thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi, số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé, cũng là đôi giày số 47 mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà loạn vào chân tài tử điện ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đó. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ủa vậy thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe, gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền, chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo, lúc đây là chết. Và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi, luật sư này, bác sĩ này, còn có khi bị rút bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu cái sao? Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rút. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hồn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chét xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất thế hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn. Chị Năm hả? Chính nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm giùm cái nhà ngoại cảm thì tới coi giùm cái nhà tôi, sao nó bị cái gì như là ám hay sao không ai lui tới, bạn bè xa lánh, tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? Là sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp giùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, cảm ơn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha Tư ra tình rồi đó, hàng xóm đó mà ngày nào cũng hát cái ba cái nhạc đâm ban của nhà mình, nhức đầu đang rối rồi cái hát gì hoài. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ mau bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy ha? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi, tớ lỡ ngày kia
sống nó cạn rồi đã nó mòn từ 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 từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày coi mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè. Đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Tao có miệng, tao hát kệ tao. Sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi, bữa hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện tôi rối não lắm rồi, hiểu cái chưa? Chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu, tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô duyên. Có chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái vàng karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe gì hết trơn á. Mày tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích mày đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòm mày nhét lỗ tai lại, mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta, sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói. Hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè. Nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Nhạc đó bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi, mày phải hát cập nhật mỗi ngày. Mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến nha anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. À. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. À, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. À. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao? Đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu! Hát là hiểu liền. Mày hát gì? Khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì, tình mình như cái ly bể. Tào lao, cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây, tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt á. Mới về đây mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi sao? Đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã gì mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, hả? Không có thấy. Đây, nghe. Mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín. Em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mây, mày ăn chưa cho tao ăn rồi. Mày hát tào lao. Hả? Tao mà không chận đúng lúc mày giết. Mày giết hết trời đánh nhà. Hả? Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tào lao. Tao lộn. Lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao. Mày vô duyên à. Ta chỉ hát là mày ăn chưa cho tao ăn rồi. Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc, thấy chưa? Thôi tao không có nói vụ âm nhạc nữa. Thôi hả? Nè. Gì? Mày nữa nha. Mày nói mày là bạn tốt, sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ, mày ra rêu ra, mày nói tao là nào là cái gì cái đó bủng xỉn, sống ích kỷ hả? Nè tao chưa nói nha. Cái ngày tất niên của bà nhà mà năm mà tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao. Làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được. Bắn pháo bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa. Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè. Ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời. Cái đó là tại mày. Mày ăn ở sao tao ghét, người ta mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè còn nói nữa. Tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á, mày đi mày rêu rao mày nói tao bụng xỉn lắm hả? Mày bụng xỉn cái gì nữa? Bụng xỉn gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? À, cái cây rụng cái lá qua nhà
tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi. Mày cũng sợ, mày nói ủ cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi. Mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Chưa hết nữa nha. Vậy mày còn đi rêu ra mà nói tao già mà vô duyên tới giờ này không có vợ ha. Ha, ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Cái nói à, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Ôi hàng xóm mày thôi nha. Không phải, tao không có đồn. Tao không có đồn bằng miệng, tao viết giấy tao gửi qua nhà khác. Mày đánh quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao hỏi mày nè, ở gần xóm mà tao thấy rõ ràng cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt, bảy ngày mày mặc có một màu một, mày mặc sặc sỡ quá tao để ý tao thấy liền. Thấy không, ước mơ của mày là tao biết rồi, mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao, ước mơ là mày thấy thành con công con phụng mới đẹp, tao như ước mơ làm con cú thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không giỡn mày, tao ở giờ nào giỡn gì hả? Đó vậy chứ mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là thao xà bông đó. Đó thấy không, còn bủn xỉn hay không ở chuyện này mày biết nè. Bạn gái tới nhà đó, mày mời nước mày sợ là hao nước. Hao nước à? Đó đúng không à? Thì bủn xỉn là đúng rồi. Chưa đâu bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà bang đó. Nè mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà bang là sao? Mày bóng xà bang là mày BD đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu rồi hả? Chưa hiểu lắm. BD đó tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay đó. Ở ngoài Bắc gọi là đồng cô đó. Ngoài trong Nam gọi là bóng đó. Mà tiếng Trung gọi là lẹo cái đó. Mày... à, đứng sao chuyện... lẹo cái hả nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha. Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết mẹ ta nói rồi: con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày, đừng có tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời tao cũng hỏi ba tao. Nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh mà sao mẹ dặn con kỳ cục tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói ờ đúng rồi. Mới tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi. Còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ. Đó cho mày hai, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao không quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Đồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Thu cái gì mày? Tao nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. Hả? À, chị Năm ơi. Sao rồi chị Năm? Cái gì? À có rồi hả? Hay quá. Chị nào tới. Tôi xíu đó hả? À dạ. Cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng, từ hồi bà mất tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa, chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được, cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu, có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. Bà Ngọc Quang bán hột xoàn nè, lần bán cái bụng vậy đó, người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. À, không, nhìn cái chê nó sượng hột mít, khổ lắm. Bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi, chứ hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn. À, ăn mít mà đâu có tốt, kẹt
Hello. Ủa? Chào con. Nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên, có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ờ vậy thưa, con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ, cậu thế ơi. Con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới, tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong chưa? Mang rồi. Ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ yeah. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn mẹ nó hết đi. Mẹ tin sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bốn chín nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng chai nào ăn chai đó thôi. Thế yeah. Mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ ta thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn ba cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi một cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì đâu? No. Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi thần thánh là không về rồi đấy, mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày còn có người về chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah. Ghê vậy? Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về. Mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ, ép được con. Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Sao cậu, có vào không? Vô rồi. Dạ ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Cái gì cậu chửi con? Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ vậy?
Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày, mày hả hả mày? À, sao con hả với mẹ vậy con? Sao nhìn thấy lạ lạ? Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ, bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow, dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng cung mày ở gì được mày? Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền, chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Còn thiệt... chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Con nữa. Dạ. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn chứ không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan Phan. Alo. À, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đoàn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ ở đâu mày thằng Tư? Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên bơm gãi chỗ này, đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày đeo kiếm, mày đổ tóc giả, mày ăn mặc không giống ai. Mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền, mà mày còn mang nhục nữa. Vụ gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về chi? Hả, mày kêu thầy phong thủy về á? Mấy ông à, gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì, gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền, thấy chưa? Còn mày qua, tại sao tao sợ mày nhục? À, sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà gì khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à, nửa cây nhang, cây đàn cày. Ủa, nửa cây đàn cày, cây nhang, trái chuối. Mày cúng ai ăn? Thứ gì? Chuyện của tao mày, không cần mày xí vô. Tao qua tao mới nói với mày á. Tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á. Không có ai ám mày hết trơn á. Mày tự ám mày thôi. Có người mày, mày không biết, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày? Cuộc đời mày á, sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy, thiệt. Kệ tao. Bạn bè, ở kế bên xóm. Mày đau bụng, mày bắn pháo bông cả đêm. À, mày cũng không dám kêu ai, mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. À, tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên đàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm à. Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, rồi ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà, nhưng tao bắn ít hơn mày. Còn mày thì đúng là ông rình rập tao hết trơn á. Rình rập gì? Mày nói đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á. Cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm. Mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. Đó, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im ra mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao nữa. Thôi đơn giản này thôi nha. Mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi.
Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mà cô độc kệ mẹ mày ha. Tao đi về. Đứng lại. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi mà. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Tao chết liền đó. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi. Con ta thương. Hiểu rồi, nhờ anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì hết. Mày để ở ngoài, tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày, mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt vậy được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó. Bữa nay tự nhiên tao vui dễ sợ, tao muốn hát. Săn săn ai săn đá về. Thôi vậy đi. Hát hoài. Bây giờ tết. Bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc hả? À? Ừ. À, bây giờ tất cảnh sinh tình, nói luôn không? Nói luôn. Coi như là xuất khẩu thành thơ. À, chúc bà con hàng xóm đi. À, mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô chi nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. À, thôi mày đọc ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi vậy này. Tầm mấy tầm ba. Đi mê mê chua lè vậy. Ba là Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày. Năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá.